Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn đây đang là cái lọc xì Pilner thì cái này nó có mã là 799 nhé. Vâng, con này thì nó khá là giống với lại cái con 1802 và nó cũng có bóng nháy. Đây, có bóng nháy rất là đẹp. Và em xin báo giá luôn, con này nó có giá là 1,2 triệu nhé. Con lọc xì này nó có giá là 1,2 triệu các bác nhé. Và hiện tại như bây giờ thì em chưa cho đánh qua lọc xì. Bây giờ em sẽ ấn nhé. Đấy, em sẽ mở to lên một chút xíu này. Và nó khá là nhiều cần để cho các bác gạt nhé. Đây em sẽ đếm cùng các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nó có 20 cần gạt cho các bác nhé. 20 cần gạt một kênh và hai kênh. Tổng của hai kênh của nó là 40 cần gạt. 40 cần gạt cho các bác gạt nhé. Tùy ý các bác gạt và chỉnh. Bây giờ em lại tắt đi nhé. Khi mà em ấn lên thì nó sẽ khác này. Em sẽ tắt cái con đường tiếng này đi nhé. Này, bây giờ em sẽ cho lên này. Vâng, và cũng có rất là nhiều bác là cũng có hỏi bên em là khi mà chúng ta dùng nâng tiếng rồi thì có nên dùng thêm lọc xì hay là không. Thì là em cũng có một cái video em nói là khi mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta dùng cả lọc xì và cả nâng tiếng thì nó cũng rất là ok, vì nó không có một cái thiết bị nào nó gọi là thừa cả. Đây, bây giờ đang chạy lọc xì nhá. Em sẽ cho chạy tiếp nâng này. Và đang chạy nâng, em tắt lọc này. Đấy. Vâng, có những cái đèn nháy rất là đẹp. Đèn nhấp nháy theo nhạc cực kỳ là đẹp nhé. Đây, bây giờ em lại bật lọc lên nhé. Tiếng nó bay hơn và tiếng bass nó lại cũng sâu hơn một chút. Và hiện tại bây giờ em đang mở cái âm lượng nó rất là bé thôi nhé. Đây này, như các bạn có thể thấy này, bóng của con nâng tiếng lên rất là ít này. Bây giờ em sẽ cho to lên nhé. Ôi
Vâng, và như các bác có thể thấy là cái lọc này nó thiết kế đây là cái đèn đèn nháy mà đường tín hiệu đi vào nhé. Còn đây là cái đường chúng ta chọn này, AUX hay là DVD này. Đấy, em đã ấn qua cái đường khác thì nó sẽ không có tín hiệu nhạc vào nữa. Và em ấn quay trở lại này. Và đây là chúng ta cho qua lọc và không qua lọc. Vậy thôi. Và đây là nút bật tắt nguồn. Vâng, và mọi chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình nhé. Còn bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Bác nào đang xem video mà quên chưa ấn đăng ký kênh, quên chưa ấn chuông thì các bác hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.